Kính chào quý vị, đây là chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nếu như ở Việt Nam có những gánh hàng rong, thì tại các khu vực thị tứ lớn ở Mỹ cũng có những chiếc xe bán thức ăn lưu động với nhiều mặt hàng từ rau tươi, thức ăn nhanh cho tới những món ăn chế biến cầu kỳ. Đối với giới buôn bán thì đây là một cách làm ăn dễ dàng, ít tốn kém so với việc mở một nhà hàng tại chỗ. Xét về mặt môi trường, kiểu buôn bán lưu động này có lợi cho môi trường hay không? Từ thành phố Los Angeles, bang California, nơi cũng có đông người Việt sinh sống, thông tin viên đài VOA giới thiệu đến chúng ta một loại xe bán thức ăn lưu động được thiết kế để bảo vệ môi trường. Mời quý vị theo dõi sau đây. Ở một vùng ngoại ô Los Angeles có tên là vùng Malibu, cuộc vui chơi chỉ mới vừa bắt đầu. Không bắt buộc phải mang giày khi vừa nhảy theo ban nhạc sống, vừa thưởng thức những món ăn. Cuộc vui này do Xe Xanh tổ chức. Đây là một quán ăn lưu động, vừa buôn bán vừa bảo vệ môi trường và các món ăn bán ra cũng được nấu nướng theo hướng thân thiện với môi trường. Mục đích của chúng tôi là giúp mọi người tiếp cận dễ dàng với các món ăn không có hóa chất. Đó là Mitchell Collier, một trong những người lập ra Xe Xanh. Mỗi món trên thực đơn đều làm bằng các loại rau, cỏ thu hoạch trong vòng 160 km và không dùng hóa chất. Một ví dụ là món bánh mì chay, một món đặc thù làm bằng rau cải không sử dụng hóa chất, được rải lên trên bằng một loại nước sốt đặc biệt. Tại sao không dùng hóa chất? Tại vì chúng ta tôn trọng những gì đã nuôi sống chúng ta. Trái đất đã nuôi sống chúng ta. Khẩu hiệu quảng cáo của Xe Xanh là hãy chữa lành trái đất bằng mỗi bữa ăn. Khẩu hiệu này áp dụng cho các xe bán hàng cũng như cho thực đơn. Thay vì dùng xăng, Xe Xanh được chạy bằng dầu sinh học và dầu thực vật, được bếp của xe thải ra. Phía trước xe có những thùng để chứa rác, có thể phân hủy, một loại phân ổ lưu động. Phân này được giao lại cho các nông dân đã cung cấp rau cải cho Xe Xanh. Những vật dụng nấu nướng, chén, dĩa và bao bì có thể tái chế hay phân hủy sinh học. Kho thực phẩm của công ty nơi thức ăn được nấu nướng hàng ngày thì dùng điện mặt trời. Sáng kiến bảo vệ môi trường của Xe Xanh rất được khách hàng hoan nghênh. Tôi thích vì cảm thấy yên tâm khi ăn những gì tôi ăn. Thật là hay khi biết rõ mình đang bỏ cái gì vào bụng. Chúng tôi ủng hộ những gì có lý tưởng to lớn hơn. Ở đây tôi vừa no lại vừa thoải mái. Doanh nghiệp này bắt đầu cách đây 5 năm khi ông Collier, một diễn viên điện ảnh, hợp tác với ông Cam Misali, một chuyên viên ngân hàng tại Wall Street. Cả hai quan tâm nhiều đến môi trường và cả hai đều muốn làm những điều họ tin tưởng. Đó là muốn có một trái đất lành mạnh cho các thế hệ tương lai và do đó Xe Xanh ra đời. Vào năm hoạt động thứ 3, Xe Xanh đã bắt đầu có lời. Ngày nay, công ty có 5 chiếc xe, 3 xe tại Los Angeles, 1 xe tại San Diego và 1 xe tại New York. Đó là David Todd, điều hành Xe Xanh tại San Diego. Ông nói có thêm nhiều người chú ý đến loại doanh nghiệp này. Có những người đang sống tại Mỹ, nhưng cũng có những người đang sống bên ngoài nước Mỹ. Tuần trước, một người từ Australia gửi email nói là ông thích có một xe xanh tại Australia, vậy thì phải liên lạc với ai? Ông hy vọng một ngày nào đó, xe xanh sẽ phổ biến như các nhà hàng bán thức ăn nhanh. Chúng tôi thấy đó là hướng tới của xe xanh. Chúng tôi đang đơn giản hóa công việc để trở thành giống như các doanh nghiệp nhượng quyền. Do đó, thay vì có McDonald's, bây giờ chúng ta có xe xanh. Ngoài việc mang các món ăn địa phương không có hóa chất cho khách hàng, những người lập ra Xe Xanh muốn đưa ra một thông điệp lớn hơn, kêu gọi mọi người tôn trọng quả đất và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta là một, không có gì ngăn cách chúng ta. Chỉ có trời, đất và nước mà chúng ta đang dựa vào để cùng tồn tại với nhau. Ông Collier nói nhờ thức ăn mà tất cả mọi người nối kết lại với nhau. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com,
thông tin để tiến bộ.